Rồi xin chào anh chị các bạn đã quay lại kênh của mình ha. Thì hôm nay nghỉ Tết rồi mình không có buôn bán máy, mình làm review nhẹ về chiếc xe Bessy. Thì mình thấy cái dòng xe này cũng dòng xe tay ga khá là bền, đẹp và nó có của Nhật sản xuất. Mình review với anh chị các bạn xem. Đầu tiên mình soi cái phần sơn trước đây anh chị các bạn. Sơn rất là bóng đẹp nha. Cái này dơ không, mình đánh giá là nước sơn nó thì quá đẹp, không như là nước sơn xe hơi, chất lượng nó tốt ở đó mà mình chỉ cần đánh sơn cái này nó bám bụi nha các bạn nè, nó là rất là bóng nha, sơn bóng đẹp màu trắng đó. Mình soi sơ qua một vòng cái nước sơn chứ ha, còn cái vàng nhám này do là mình đi nhà đi cọ quẹt đó nha các bạn, nó trầy thôi, còn nước sơn nó được sơn nó phủ bê, nằm hơi khuất vô trong đó, nên nó đỡ trầy đó, này bám bụi dơ thôi, quá đẹp đó. Về phần sơn đẹp, cản sau bằng nhôm này đăng ký 2001 đến giờ là 18 năm rồi, rất nhôm rất là bóng, khá bóng đẹp, không có bị ố, không bị ố, không có đánh bóng mình để nguyên nha các bạn. Đó, soi bên đây nó là nước sơn bên đây đó. Rồi mình nhìn tổng quan là nó vậy. Cái xe này tiếng máy rất là im. Đánh giá dòng Bessy là tiếng máy rất là im. Chạy 36.800, 6 mấy cây. Phần công tắc đèn đây. Đèn. Đó, thêm thông số của Honda. Đây là xi nhan kèn và đèn cốt pha, bao tay zin, cái này chụp thêm kiến này lô và kiến zin cắt trong nhà này, cho kiến zin nó bự quá, nó vướng quá, nhà tháo ra cắt rồi. Xi nhan trước, đèn pha này, bóng halogen. Rồi mình coi sơ cái dàn yên nữa nè, mốt zin nè, rất là mềm nha, im tay nha, nệm rất là êm. Đó, mặt lên cốp nó mốt zin nè. Đó, bạc màu 5 tháng rồi. Đó, cốp cũng khá rộng ha. Bình xăng nằm dưới yên nè. Thì mình đánh giá chiếc này là chạy máy rất là mạnh ha, êm nha các bạn. Đó, nhưng mà nó có mấy cái nhược điểm, tức là dàn nhựa nó cái phần trước đây. Phần trước này nó làm gồ ghề, có nó vướng hay đi mình đi mình không để ý hay vướng mấy cái này nó mà trầy nát không. Với lại cái này nè, nó rất là hay kêu quá. Đó, cái phần nhược điểm thứ hai là phục trước nó dạng giống như giò gà, là cái ống nhúng nó đây nè, nó lại qua thanh treo này giống như giò gà với chiếc cúp nữa, còn cái thanh gì đó nữa đâu bạn, nên là bẻ lái mình cảm giác nó không được linh hoạt lắm nha. Còn cái niềng thì bánh mâm có 10 inch nè, vỏ là 100 nè, 90 10 10 inch nhỏ, nhược điểm nó là bánh nhỏ, nhưng mà nước sơn nói sơn là vàng sơn vàng si rất là tốt. Cái bánh mâm trải qua biết bao nhiêu năm tháng mà nó còn không có tróc sơn như các bạn, chỉ có tróc mấy chỗ người ta hay cạy giá tróc thôi. Khung gầm rồi còn đẹp, không có rỉ sét nha, đồ nó tốt. Lát mình cho các bạn nghe tiếng máy, máy rất im. Rồi tới vàng sau vô zin nha. Đó, sơn vô zin nè, món hàng zin nè, xong bông tróc các bạn, còn nó đẹp nha, chỉ có cổ vô hơi nóng nè, đó nó đen đen tí nè, nó muốn tróc đó. Coi phần khung gầm coi chắc chắn ha, bảo vệ nè, bảo vệ lóc á, sơn si đẹp. Mâm sao nè cũng rất là đẹp, nước sơn là chắc chắn luôn, không bông tróc. Lắp máy nguyên zin, đầu nồi đầu với máy nguyên zin, nồi thì nhà mình đường nó hơi lâu lâu nó ngập nước á, thì nhà đã dán bố nồi rồi đó. Nhà đi người quen dán luôn, dán bố nồi, không biết có thay, chắc thay cho ro với lại thay các bạn đạn của láp. Thì mình nói thêm về chiếc Bessy này nữa, mình đánh giá cái phần láp sau rất là tốt, mà mình chạy tốc độ nhanh á, 50-60 lên á, mình xuống ga nó không hú nha, rất là im, và tăng ga rất là, xe rất là giọt mượt,
Cái yếu điểm của cái bay xì này chỉ có vài chỗ, là thứ nhất là nó không chưa có công nghệ phun xăng điện tử, nó hao xăng hơn những cái xe bây giờ ha. Thứ hai là bánh nó hơi nhỏ, với là đằng trước nó là xài cái dạng buộc treo giống như vò gà đó, nó không được linh hoạt lắm thôi. Còn tất cả lại máy móc khung sườn rất là chắc chắn nha. Nước sơn thì thôi luôn, những cái xe mới mua bây giờ mà các bạn lấy nước xe mới mới ra luôn á, mới mua hẻ hết vậy luôn á, nếu mà cũng màu trắng mà so với nước sơn này nha, là không có bóng, không có sắc sảo bằng cái nước sơn của xe này nha các bạn. Trải qua mười mấy năm rồi đó, có đá chống tắt máy nữa nha, công nghệ đá chống tắt máy đó. Này mình bọc vô thôi cho đừng có cắn vô cái giò chảy máu. Đây ta phần tay thắng có chống, có khóa nè bạn, khóa nè, thắng tay, khóa thắng tay để mình dựng xe rồi nó khỏi trôi á. Đó, nhôm mà nhìn tay thắng nè các bạn, càng chạy càng bóng ha, càng chạy rồi càng cái bóp rứa mò nó bóng luôn á. Còn những cái tay thắng mà nước sơn dởm với nhôm dởm thì mình tay mình bóc vô là nó bị ố, bị rỉ nha. Xi nhan thì cái dạng đục nè, màu nè, giống như mấy cái xe hồi xưa này ra đời cũng lâu rồi mà. Dây cầm tờ mét còn nguyên nha, chưa đứt nha, không có tua, không có gì, nhà đi mà đâu có bán đâu mà tua làm gì. Dây cầm tờ mét nè, dạng dây thôi, cổ điển, heo dầu, heo thắng nít phin hai bit, heo quay xì đó. Tao mất cái nút đây rồi, mất cái này nước vô nó xét đó, buộc treo nè, dạng giống như gò gà nè. Rồi vậy thôi, mình đánh giá sơ thôi. Rồi mình nổ máy cho bạn nha. Đây một cái nổ nha các bạn. À, này nó có cọ boe, nó cọ chỗ đây nha. Đây không sao. Đây mình nghe tiếng bô. Ra tí. Chung mà nó xài bình xăng con, nó không có ga, nó không có mượt bằng mấy xe phun xăng điện tử ha. Nổ máy vậy thôi chứ mình chạy mình cảm giác nó im và nó mạnh lắm bạn. Giọt nó nha. Đó, đặc biệt là tăng tốc không có, với lại tốc độ cao cao tí không có tiếng hú nha, rất là dễ chịu. Đó thì cái anh chị nào thích xe Nhật tay ga mà Nhật sản xuất, chất lượng tốt, xe nó nhỏ không có cao lắm thì xe này nó cái xác nó, cái bánh nó nhỏ nên là nó thích hợp mà mình thấp thấp chút mình cũng chạy được đó, mà xe Nhật sản xuất luôn thì các bạn chọn bay xì thì đó, mình đi nó mình thấy có những cái yếu điểm đó là hơi hao xăng tí, với lại phuộc trước giò gà nhúng không được ngon, phuộc sau là ngon nha. Vậy thôi, với lại phuộc nó có hai nhược điểm đó là chủ yếu thôi. Còn về phần sơn, phần máy móc nó thì chạy rất là bền, hầu như không có hư gì các bạn. Rồi nay mình không có buôn bán, mình làm không có bán máy khoan với đồ nghề, để mình làm cái clip nhỏ nhỏ chia sẻ với anh chị các bạn tí ha. Rồi mình nói thêm về cái phần đồng hồ đó bạn, nó có cái nút để thay dầu nè. Khi mình thay nhớt xong cái này nó báo đỏ là nhớt dơ rồi đó, mình thay xong mình đút chìa khóa này mình xét lại nè. Nó có cái lỗ mình đút vô mình đẩy lên nó màu xanh. Khi nào công tơ mét nó chạy nó tính ra công tơ mét rồi nó báo qua một nút đỏ để mình thay nhớt ha. Thì mình chỉ có những cái xe cũ thôi, đời cũ, tay ga đời cũ mà mình review chia sẻ với anh chị và các bạn xem cho vui. Chứ ai có ý định mua xe Nhật đời cũ thì mình tìm chiếc bay xì mình đi ha, nó vừa đẹp nó vừa hay nữa. Còn nếu ai nhiều tiền thì mua SH đời mới đâu nha các bạn. Mình không có xe đó, mình không có review được cái này, xe này mình có chiếc nào thì mình có nhà, có chiếc nào mình chạy qua, có chạy qua rồi mình chia sẻ với anh chị các bạn vậy á, ưu nhược điểm của nó. Thì cái phần này, cái xe này nó được đánh giá, mình thấy đánh giá cao giữa phần máy nè, nước sơn của nó nha các bạn. Còn cái phần cảm giác lái với lại cái độ tiết kiệm xăng thì mình không có đánh giá cao nó nha. Cái đó phần đó nó thua những cái xe bây giờ. Rồi
Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.